Bây giờ chúng ta sang thực hành vẽ một cái kim tự tháp. Cái này chúng ta sẽ chỉnh về dạng này. Đó. Thì để vẽ hình kim tự tháp chúng ta phải chọn kiểu này này. Đó. Và phần depth phải chúng ta hạ xuống 0. Thì chúng ta chỉ có chóp vậy thôi, không có chiều cao của thân, nó chỉ có cái chiều cao của chóp thôi. Chúng ta để cao cái chiều cao của chóp lên. Chiều cao của chóp đây. Phần chóp trên đúng không? Càng để cao thì nó càng xa trung tâm. Chúng ta chọn cái phần material này và cái ánh sáng. Chúng ta thấy nó cao hơn chưa? Thế còn phần width này, nếu chúng ta giảm thì chúng ta sẽ thấy được hình tháp cụt này. Thì như lúc nãy tôi phân tích, đây chính là cái độ width nó, độ chiều rộng tính từ ngoài biên này, từ mép này vào. Thế làm sao biết được con số bao nhiêu thì 4 điểm này tụ lại thành 1. Nếu mà chúng ta tụ quá thì nó thành như này, nó lại bị lệch đúng không? Thì con số đây là như này. Chúng ta vẽ một cái hình như này. Bây giờ chúng ta đi tìm con số chiều cao width này, con số bao nhiêu để nhập cả đây thành cái điểm tụ chính giữa này luôn. Thì độ width chính là từ đây đến tâm của hình vuông này bằng một nửa cạnh hình vuông. Tuy nhiên cạnh hình vuông này bắt đầu chúng ta nhập vào, ở đây là 2,42, bây giờ chúng ta cho 4 đi. Chúng ta sẽ vẽ mới nhé. Khi mà chúng ta vẽ một hình vuông, chúng ta nhấn vào drawing tool này. Ở bên này có kích thước của nó, và kích thước này là kích thước thực đấy. 4, 2 phẩy trên. Thì 2 phẩy trên nó là cái gì? What is 2 hyphens in measurements? 1 phẩy chính là feet, còn 2 phẩy chính là inch. Thì con số đây chính là 4 inch. Tuy nhiên khi mà chúng ta vào đây thì họ lại không đo bằng đơn vị là inch, mà họ đo bằng đơn vị là PT. Nếu như đây là con số inch, chúng ta chỉ cần nhập ở đây là 2 inch, cái này là xong. Hình này đúng không? Và chúng ta thực sự không biết ở đây là mấy inch thì là vừa. Chúng ta tạo cái hình này. Chúng ta phải quy đổi 2 inch nó bằng bao nhiêu PT. Thì chúng ta lại tìm hiểu tiếp. What is PT in measurement là cái gì? Thì chúng ta thấy một point, một point là 1 PT đấy. Thì quy đổi ra là hệ typography là 1/12 picas, còn quy đổi ra inch là 1/72. 1 point bằng 1/72, 72 point mới được 1 inch. Bây giờ tôi vẽ lại như này cho các bạn dễ hình dung. Thì đây chỉ là 1/2a thôi đúng không? Chúng ta có 1 PT thì bằng 1/72 inch. Hay là chúng ta có 72 PT bằng 1 inch. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ có lấy một nửa thôi. Thế nên là cái con số này là chúng ta phải chia 2. Con số 72 này chia 2. Chúng ta sẽ có độ width của nó, 1 width bằng 36a. Có nghĩa đây chúng ta 4 này nhân với 36. 4 nhân với cả 36 bằng 144. Thì chúng ta sẽ chặt luôn 4 cái đỉnh này vào 1. Thì cái độ cao này chúng ta tăng tùy ý thôi. Được chưa? Chúng ta nhớ là để chập được 4 đỉnh vào thành 1 đỉnh này, lấy cạnh nhân với 36 thì chúng ta sẽ ra con số để nhập vào cái độ width này. Bởi vì là cái bộ width này tính theo con số là PT, còn cạnh này tính theo con số inch, nên chúng ta phải quy đổi bằng cái phép đổi này. Nếu chúng ta nhập không đủ thành hình tháp cụt, còn nếu mà chúng ta nhập quá sẽ bị tụt lại như này, thấp lại. Thì sau khi chúng ta vẽ được cái hình này rồi, chúng ta có thể xoay góc rồi chọn ánh sáng cho nó. Chọn vật liệu.